Phin đấy, úi tây, tây này tây gái này. Ngon không? Úi ồ, mướt mà mượt. Đấy, như vậy là sau khi là coi như là em đi ra phố Phùng Hưng là vẫn còn thịt chó. Thế là em làm 102 chó. Rồi em đi ngược chiều phố Phùng Hưng, em rẽ vào phố Hàng Mã rồi em ra Hàng Vải. Rồi em xem là ở ngoài đó nó còn có cái món gọi là bia hơi không? Bia hơi Hàng Vải không? Nếu không có bia hơi Hàng Vải thì mình lại phải lai rai mình đi ra bia hơi Bà Bát. Nhưng mà chắc chắn là sẽ ra Bà Bát trước. Nhưng mà mình sẽ đi qua Hàng Vải. À, chà chà chà, đường phố thủ đô Hà Nội. Đây là phố Hàng Cót. Và phía trước đây là khu vực chợ hoa, cho nên là chúng ta không thể vào được. Em lại phải rẽ ra hàng gì đây, hàng cót đây. Hàng cót mót hơn hàng hàng vải. Hàng vải là khoái hơn hàng bồ. Vừa đi xe Honda vừa quay phim mồm nói ăng ẳng nghe này. Nhớ này, có chuyện gì là khỏi khỏi về ăn Tết luôn này. Đấy, phố Hàng Vải ở trước mặt đây rồi. Đây là phố Hàng Vải nha mọi người. Nhưng mà em sẽ rẽ rẽ trái bởi vì quán bia hơi nó ở bên trái. Thôi xong quạch rồi. Chỗ này khu vực bán điếu cày này. Em hay mua điếu cày đây lắm. Điếu cày hút đây kêu lắm. Điếu cày hút kêu. Thôi xong. Quán bia Hàng Vải đã giải tán nghỉ rồi, còn thấy ông bà Tây mông to thế. Mông to nhỉ mọi người nhớ. Công nhận bọn Tây nó đẹp nó ghê luôn, chân nó dài thòng lòng luôn nhưng mà nó hôi lắm. Bọn Tây nó ăn bơ thừa sữa cặn nhiều nó hôi lắm. Em em cũng ngửi Tây rồi. Hôi lắm. Nó không thơm tho như chị em Việt Nam mình đâu. Khiếp tởm lắm. Kinh. Đây là phố Thuốc Bắc ấy. Không khí chiều 30 Tết lúc này là 17 giờ 45 phút. Toàn thấy mấy ông Tây bà Tây ba lô đi du lịch Việt Nam. Úi dồi ôi, đấy lại chân dài thòng loàng này. Úi giời, ngắm cái chân nghe coi. Đi từ từ đây ngắm nghe coi. À, Minh Tiến Thăng Long TV nó bảo mướt mượt đấy. Ở khu vực không phải là phố cổ thì nó vắng vẻ hơn nhiều mọi người ạ, tại vì là ở đây là nó phục vụ du lịch và toàn là khách Tây họ đến ấy. Đây là mấy thằng Tây lang thang này đó, mọi người thấy không, Tây thì các kiểu Tây của ta, Tây Nga, Tây Pháp. Việt Nam thủ đô Hà Nội là thành phố vì hòa bình, đây là phố Lương Văn Can nhé mọi người. Đấy, khổ đấy em, dở hơi dở hám thế đấy. Người ta ở nhà này, nấu nướng mà ăn với vợ với con cho nó ấm cúng thì tự nhiên lại vác xe máy ra ngoài đường để quay phim, để quay phim đấy. Úi tây, tây này tây gái này. Ngon không? Úi ồ, mướt mà mượt. Đấy, tây ngồi ăn bánh mì đây. Không. Đó. Phố này là phố Hàng Đào. Hàng ngang rồi sang Hàng Đào. Nó sẽ là những cái phố chính rất là đông đó, nên là em mà chui vào đây là rách việc. À đây là khách du lịch nè mọi người. À, Hàng Đường, đây là ngã ba tư Hàng Đường với Hàng Buồm. Mấy ông Tây bà Tây khách du lịch đến đây là nhìn thấy người dân Việt Nam coi như là đấy, đi xe toàn Mercedes, Mercedes E200, con này cũng khoảng đôi tỷ, đôi tỷ. Ngày xưa năm 2011 em cũng mua con E200 em đi rồi. Rồi, ô tô thì hơi nhiều. Có tiền mà đổ xăng không? Các loại xe ô tô đi chán rồi, bây giờ đi xe Honda. Đi xe Honda nó cho nó tiện, ghé vào đâu cũng được. Đây là phố Hàng Giày nhá mọi người. Đấy, đây là Hàng Buồm, tư Hàng Giày. Một vài hình ảnh khu vực phố cổ giới thiệu tới tất cả quý vị khán giả của Én Bạc, Én Bạc TV đó. Rồi Tây ngồi ăn đông không? Đây là khu phố dành cho khách du lịch, bởi vậy nó không có ngày và cũng chẳng có đêm, mà cũng không
phân biệt là mùng 1 Tết hay là ngày thường, bởi vì du khách đến đây họ vẫn cứ phải sinh hoạt và khu vực dịch vụ ở đây lúc nào cũng tấp nập, đầy đủ các món, không thiếu cái gì, từ thuốc lào cho đến bia cao cấp. Đấy, nếu mà em đi mà em ra Bà Bát, quán bia hơi Bà Bát có một cái đặc thù là không nghỉ ngày nào, kể cả mùng 1. Thế em nói phét thế mà tí nữa ra mà đóng cửa là tôi lại vỡ mồm con trò xồm đấy. Đấy, Tây, Tây ngồi ăn này. Đấy, quán này ăn rẻ tiền lắm mọi người ạ. Làm gì có tiền như Thái Lẩu đâu. Ăn bữa một cái bánh mì không. Không phải Tây là sướng đâu. Úi dồi ôi. Đây là phố Đào Duy Từ. Đây là một trong những cái gọi là trung tâm.